Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Mary Lou. Video này chúng ta sẽ đi thăm viếng mộ của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận tại nhà thờ Santa Maria della Scala tại Trang Steve ở Roma, nước Ý, và cũng có thấy tượng hay xác của thánh nữ Teresa hay đồng Giêsu cũng nằm trong nhà thờ này. Thì chúng ta sẽ dâng thánh lễ đến mộ của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, đọc kinh với ngài, dân gia đình quê hương Việt Nam, giáo hội cho ngài. Mời mọi người cùng đi với mình nhé. Khi đến cửa nhà thờ thì ngạc nhiên tại vì thấy các quán ăn rồi tiệm xá ngay trước cửa nhà thờ luôn. Thì bên Âu Châu mình nhận xét là ai làm gì làm, ai ăn uống thì ăn uống, ai đi vào thánh đường xem lễ thì ai đi lễ thì đi, ai bỏ lễ ăn thì ăn, ai muốn ấy ở gì đây ăn. hay hương hương đâu kia Không. Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận hôm nay phải đoàn Việt Nam đến thăm cha nè. Đâu có tình yêu thương à, đâu có tình yêu thương ở đây có đức Chúa Trời. Hiệp lễ nha, rồi ok mình làm xong. Từ chỗ xe bus đậu cho phái đoàn xuống đi bộ đến nhà thờ nơi viếng mộ Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Đường đi tương đối khá dài và lâu, đi ngang hẻm này sang hẻm kia để đến nhà thờ. Đi xong thì đi ra thì nó có hai ba hướng, thì đi hướng khác sẽ lên xe bus chạy một đoạn đường xong đi ăn tối. Hẹn lại video kế tiếp. Chúc mọi người một ngày an lành. Goodbye.